Kết quả Iraq 2-1 Nhật Bản. Nhật Bản thua sốc, đối diện nguy cơ bị loại. Trận thua 1-2 trước Iraq khiến Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8 ASEAN Cup 2023. Thậm chí, đội bóng này hoàn toàn có nguy cơ bị loại sốc. Bàn thắng Iraq, Amen Hussein, 5-45-4. Nhật Bản, Endo, 93. Cú sốc Nhật Bản. Trước khi bóng lăn, đa số giới chuyên môn và mộ điệu đều tin tưởng vào chiến thắng cho Nhật Bản trước Iraq. Nhưng kịch bản trên sân đã diễn ra theo cách không ai tưởng nổi khi ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện xứ sở Hoa Anh Đào đã thủng lưới tới 2 lần trước đội bóng vùng Trung Đông. Ngay phút thứ 7, Iraq tấn công từ cánh trái. Pha tạt bóng khó chịu của Yassin khiến thủ thành Suzuki bên phía Nhật Bản xử lý thiếu an toàn. Aman Hussein không bỏ qua cơ hội khi dứt điểm vào gôn trống. Sau 2 phút kiểm tra VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ cho Iraq. Chịu bàn thua quá bất ngờ, Nhật Bản buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Iraq ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản trong hiệp 1. Những toan tính về một thế trận thăm dò ở giai đoạn đầu tiên của Nhật Bản phá sản. Đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu nôn nóng đẩy cao đội hình hồng sớm cân bằng cách biệt. Phút 14, Ito thoát xuống đón đường chọc khe của Kubo. Nhưng đường tạt vào trong cuộc máy chạy bên phía Nhật Bản lại quá thiếu chính xác. Phút 22, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Kubo chuyền bóng tầm thấp cho Morita. Anh đánh đầu làm tường cho Endo dứt điểm nhưng tiền vệ thuộc biên chế Liverpool lại dứt điểm quá thiếu chính xác. Phần lớn thời gian hiệp 1 chứng kiến Nhật Bản áp đảo. Song trong một ngày hàng tiền vệ thiếu quá nhiều những đường chuyền dọn cổ. Hàng công của đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào không thể tiếp cận thường xuyên cầu môn Iraq. Để rồi ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Nhật Bản đã phải trả giá đắt. Nỗ lực cứu bóng của Ahmed Al-Haja khởi đầu cho bàn thứ 2 của Iraq. Anh tạo điều kiện để Aman Hussein đánh bại hậu vệ Nhật Bản trong pha không chiến. Trước khi tung cú đánh đầu đập đất, đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Suzuki, nâng tỷ số lên 2-0 cho Iraq. Nhật Bản có thể bị loại. Sang hiệp 2, Nhật Bản tăng cường tấn công. Nhưng suýt chút nữa, họ chịu bàn thua thứ 3 đến từ Iraq ở phút 53. 3 phút sau, Nhật Bản những tưởng đã được hưởng quả phạt đền khi Asano ngã trong vòng cấm địa của Iraq. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận Rebin Sulaka đã tắt bóng chính xác trong tình huống này. Đồng nghĩa, Nhật Bản mất cơ hội được hưởng penalty. Những phút tiếp theo chứng kiến nỗ lực của Nhật Bản. Đến phút 72, họ lại bị từ chối một quả phạt đền nữa, bất chấp việc Minamino bị cầu thủ Iraq tác động từ phía sau. Tuy nhiên trọng tài khẳng định đội bóng Trung Đông không phạm luật trước Nhật Bản. Trong bối cảnh tất cả đã nghĩ về một thất bại chung cuộc với cách biệt 2 bàn trước Iraq của Nhật Bản thì Endo nhen nhóm tia hy vọng với bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Nhật Bản chưa chắc đi tiếp. Reo Hattet đá phạt góc từ cánh trái. Thủ thành Hasan băng ra nhưng phán đoán sai điểm rơi. Sai lầm của anh lập tức phải trả giá khi Endo đón bóng ở cột xa rồi đánh đầu vào lưới trống. Rút ngắn xuống còn 1-2 và trận đấu còn 5 phút bù giờ. Nhật Bản tràn lên tấn công với hy vọng cứu vãn một điểm. Đáng tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra. Thua chung cuộc với cách biệt một bàn trước Iraq. Nhật Bản dậm chân tại chỗ với 3 điểm sau 2 trận. Họ cần phải thắng Indonesia ở lượt cuối cùng nhằm chắc chắn giành quyền đi tiếp. Nhưng ngược lại, thất bại trước Indonesia có thể kéo theo thảm họa với Nhật Bản. Bởi khi ấy, họ thậm chí có nguy cơ đứng bét bảng đấu và bị loại. Đội hình thi đấu: Iraq, Jalan Hasan, Rebin Sulaka, Hussein Ali Haida, Suknatik, Frank Putro, Youssef Amin, Ibrahim Bayes, Amian Amari, Ali Yassin, Amen Hussein, Ahmed Al-Haja. Nhật Bản: Jion Suzuki, Yukinari Sugawa, Shogo Taniguchi, Kui Takura, Hidemasa Morita, Wataru Endo, Takumi Minamino, Junya Ito, Takuma Asano, Takefusa Kubo, Hiroki Ito,